chào mọi người một ngày mới nữa tôi với cha kỳ duyên. Hôm nay bữa cơm chay đơn sơ của gia đình mình sẽ làm món đậu hũ muối chiên. Mà mình làm món đậu hũ muối chiên này rất là đặc biệt nha mọi người, không giống đậu hũ muối chiên của những người người ta chiên bình thường. Đậu hũ mình sắc cho nó nhuyễn ra. Và hôm nay đặc biệt là mình chiên với nấm. Nấm mình sắc mỏng ra như thế này nè, đậu hũ mình cũng sắc mỏng ra. Thì bây giờ là mình sẽ rải chung với nhau, để chung vô trong một cái bếp mình sẽ chiên chung đậu hũ với nấm. Mình sẽ rắc một chút hạt nêm vô, mình không có làm cho mặn nhiều quá, mình chỉ làm cho vừa ăn miếng thôi, vừa miếng ăn thôi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ chiên cho nó vàng. Mình sẽ chiên cho thật là giòn. Nấm và đậu hũ cùng chiên chung. Khi nào mà nó vàng đều hết trơn thì chúng ta sẽ để hành vào. Rồi như vậy thì xong thì sẽ lấy ra hành lá, mình sẽ rải lên. Đây mình chuẩn bị sẵn hành lá hết. Đợi cho nó vàng mình sẽ rải ra. Trở bề. Khi trở bề nó đủ vàng rồi mình sẽ cho hành lá vô. Vì khi hành lá nó vô như thế này á thì nó chín rồi nó cũng nó hơi vàng một chút cũng được. Giờ chỉ đợi cho nó vàng nữa mình lấy ra thôi. Rồi, đậu hũ của mình đã vàng. Mình sẽ cho ra dĩa. Hồi nãy mình có sắc một số đậu hũ hơi to đặng mình nấu canh chua. Giờ mình sẽ lựa để mình gấp ra. Rồi tại vì mình sắc nhuyễn mỏng thì mình chiên để mình ăn, nhưng mà mấy cái miếng hơi to này mình sẽ để vô canh chua. Gà gái không bị dính vô bản quyền hả? Rất là chán như những cái video tự nhiên người khác người ta hát cái cũng dính vô của mình cũng đổ thừa bản quyền không cho lên mạng. Xã hội này nhiều cái phi lý lắm các bạn ơi. Mình thì chẳng làm gì được đâu, chỉ bất bình thôi và niệm Phật. Rồi như vậy là xong. Cái món đậu hũ muối chiên cùng với nấm rơm của mình sắc nhuyễn nhuyễn mỏng ra. Đây, mình đã hoàn thành cái món đậu hũ muối chiên cùng với nấm. Nấm rơm nha các bạn, nấm tròn hay là nấm dù cũng được, nó nở nở ra. Thì chúng ta sẽ cùng muối chiên. Chiên cho nó vàng như thế này thì chúng ta đã hoàn tất một dĩa đậu hũ muối chiên chay. Mời các bạn cùng làm với bếp chay kỳ duyên của mình nha.
Chúc mọi người một ngày tốt lành, hạnh phúc, an vui. Và nguyện cầu cho hòa bình thế giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Mỗi người mang một tấm lòng thiện lương sẽ là một loại miễn dịch cho cơ thể của chúng ta. Vậy thì hãy hướng về chúng sanh và nhân loại để cầu nguyện cho những điều tốt đẹp trong tương lai. Cho hòa bình thế giới, cho chúng sanh được an lạc, cho mọi người được hạnh phúc, được tránh xa dịch bệnh, được đẩy lùi đi. Đó là ước nguyện và lời cầu nguyện của chúng tôi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi cứu độ khắp pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Mời mọi người thưởng thức nha. Mình đã hoàn thành xong cái dĩa đậu hũ muối chiên với nấm.